chim cu gáy hay chia sẻ với các bác là đây là đôi khiếu khiếu rừng úp được cả đôi ở ở chân núi Ba Vì, cả một trống một mái 100% anh em nhé. Họ nhà khiếu nhưng mà nó là khiếu ở núi, nó màu vàng đó, nó hot gần như là khiếu mun và khiếu bạc má, cũng khá là nhìn thông thoáng thì nó to hơn con chim mi nhưng mà nó đẹp nhanh nhẹn đó. Đôi này thì nuôi là vào cám, ăn cám tốt rồi. Chia sẻ clip này cho bác nào thích sưu tầm hàng rừng, hàng đồi núi thì alo cho mình 0033 5305982.